Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh yêu quý. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay. Trong hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay, cô Hạnh sẽ cùng với bố mẹ hướng dẫn các con tìm hiểu một số đồ dùng trong gia đình. Và trước khi vào bài học, bố mẹ hãy mở cho các con nghe bài hát "Tôi là cái ấm pha trà" nhé. Và đây là chiếc vòi, bạn để tôi một lúc nước sẽ có ngay rót vào một chiếc chén bé xinh này. Nước này mẹ. Mật mà ta nhỏ bé, chính tôi đây ấm trà. Đây là cái tay cầm và đây là chiếc vòi. Bạn đợi tôi một lúc, nước sẽ có ngay rót vào một chiếc chén bé xinh này. Thật thơm. Mập mập và nhỏ bé, chính tôi đây ấm trà. Đây là cái tay cầm và đây là chiếc vòi. Bạn đợi tôi một lúc, nước sẽ có ngay vào một chiếc chén bé xinh này. Khi các con nghe hát xong, bố mẹ hỏi: các con vừa được nghe bài hát gì? À đúng rồi, đó là bài hát "Tôi là cái ấm pha trà". Bài hát nói về chiếc ấm rất dễ thương và xinh xắn. Ấm pha trà để sử dụng pha trà, rót nước mời khách. Bây giờ bố mẹ và các con cùng khám phá xem trong gia đình mình có những đồ dùng gì nhé. Đây là phòng khách. Trong phòng khách của các gia đình thường có những đồ dùng gì? À, đầu tiên trong phòng khách sẽ là một bộ bàn ghế để cả nhà cùng ngồi xem tivi hoặc ngồi chơi, ngồi tiếp khách. Ngoài ra, trên bàn thường có một bộ ấm chén để pha trà, mời nước khi khách đến chơi nhà. Tiếp theo, còn có đồ dùng gì nữa? À, đó là một chiếc tivi. Tivi dùng để làm gì? TV dùng để cho gia đình chúng ta sau một ngày làm việc sẽ cùng nhau ngồi xem TV để giải trí, để thư giãn, cũng như là theo dõi các chương trình thời sự cần thiết. Ngoài ra, trong phòng khách còn có đồ dùng gì? À, đó là một đồ dùng không thể thiếu. Đó chính là một chiếc đồng hồ. Đồng hồ giúp cho mọi người xem giờ để biết được giờ đi làm hay chưa, hay đến giờ đi học chưa. Và bây giờ, xin bố mẹ hãy hướng các con đến với phòng bếp của gia đình mình nhé. Đây chính là phòng bếp. Các con hãy cùng quan sát xem trong phòng bếp có những đồ dùng gì. Đầu tiên, đó chính là một chiếc bếp ga. Bếp ga dùng để làm gì? Bếp ga giúp cho mẹ chúng ta đun nấu những món ăn hàng ngày, đúng không nào? Chúng mình còn nhỏ nên chúng mình không được tự ý sờ vào bếp ga, không được tự ý bật bếp ga lên, và khi mẹ đang đun bếp thì các con không được đến gần và không được vặn những nút ở bếp ga, không được sờ vào những cái nồi mẹ đang đun nấu, nó sẽ làm cho các con bị bỏng tay đấy. Và tiếp theo là đồ dùng gì đây? Đó chính là một chiếc nồi cơm điện thật xinh xắn. Chắc hẳn gia đình nhà bạn nào cũng có một chiếc nồi cơm điện, đúng không nào?
Chiếc nồi cơm điện này giúp cho mẹ của chúng ta nấu cơm một cách đơn giản và tiện lợi hơn đấy. Nồi cơm điện được sử dụng bằng gì? Nồi cơm điện được sử dụng bằng điện. Vì vậy, các con không được sờ vào nồi cơm điện khi mẹ đang nấu, hoặc cũng không được tự ý cắm dây điện vào ổ điện vì nó rất là nguy hiểm. Các con nhớ chưa nào? Và tiếp theo, đó là cái gì nhỉ? À, ngoài nồi cơm điện ra thì trong bếp của chúng ta còn có rất nhiều xoong nồi khác nhau nữa. Như là chảo này, các loại xoong to, xoong nhỏ để nấu canh, nấu thức ăn, hoặc là ấm đun nước. Đó là những đồ dùng để mẹ nấu cơm đun nước hàng ngày. Và khi mẹ nấu cơm xong thì chúng mình sẽ sử dụng những gì để đựng thức ăn? À, chúng mình sẽ sử dụng bát, đĩa để đựng thức ăn. Đây chính là bộ bát đĩa, cũng như những chiếc đũa thìa, những chiếc muôi, những đôi đũa để sử dụng trong bữa ăn hàng ngày đấy. Và một đồ dùng không thể thiếu của gia đình trong thời đại hiện nay, đó chính là một chiếc tủ lạnh. Chúng mình có biết chiếc tủ lạnh này dùng để làm gì không? Chiếc tủ lạnh này để giúp bảo quản thức ăn được tươi ngon hơn, cũng như là giúp chúng ta tạo ra những viên đá để uống nước giải khát trong mùa hè nóng nực đấy. Vừa rồi, bố mẹ đã cho các con khám phá những đồ dùng ở trong phòng bếp. Tiếp theo, xin mời các con đến với một căn phòng mà giúp chúng ta thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó chính là một căn phòng ngủ rất đẹp và ấm cúng, đúng không nào? Vậy, trong phòng ngủ của các con thường có những đồ dùng gì? À, trong phòng ngủ thường có một chiếc giường. Chúng mình có biết chiếc giường dùng để làm gì không? Giường để chúng ta nằm ngủ, để đưa chúng ta vào giấc ngủ sâu hơn, thư giãn hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi đấy. Trong phòng ngủ còn có một chiếc đèn ngủ. Ngoài ra, trong phòng ngủ còn có một chiếc tủ đựng quần áo nữa đấy. Trong phòng ngủ nhà các con có tủ đựng quần áo không? Tủ quần áo thường hay được để trong phòng ngủ để đựng những bộ quần áo mà chúng ta mặc hàng ngày đấy. Ngoài ra, trong phòng ngủ còn có những đồ dùng gì khác nhau nữa? Sau khi cho các con quan sát đồ dùng ở phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, bố mẹ có thể hỏi thêm các con, ngoài những đồ dùng mà các con vừa được quan sát ra, các con hãy kể thêm tên một số đồ dùng khác mà các con biết nào. Và sau khi các con kể lại được thì bố mẹ giáo dục các con. Trong mỗi gia đình đều có rất nhiều những đồ dùng với những lợi ích khác nhau. Vì vậy, các con hãy biết giữ gìn cẩn thận các đồ dùng trong gia đình và sắp xếp các đồ dùng đó thật gọn gàng để căn nhà của chúng mình luôn sạch sẽ và đẹp nhé. Bây giờ, cô có một trò chơi rất là thú vị dành cho các con. Trò chơi có tên Ai thông minh hơn? Ở trò chơi này, bố mẹ hướng dẫn các con trả lời thật nhanh các câu hỏi mà cô đưa ra. Câu hỏi như sau. Câu 1. Con hãy kể tên những đồ dùng có ở trong phòng khách. Câu 2. Con hãy kể tên những đồ dùng có ở phòng bếp. Câu 3. Con hãy kể tên những đồ dùng có trong phòng ngủ. Các con hãy trả lời những câu hỏi thật nhanh và nhờ bố mẹ gửi về cho cô giáo và các bạn cùng xem nhé. Vậy là cô Hạnh đã đồng hành cùng bố mẹ hướng dẫn các con tìm hiểu về một số đồ dùng trong gia đình mình rồi đấy. Bố mẹ ạ,
Trong gia đình, nhà ai cũng có rất nhiều đồ dùng. Nhiệm vụ của bố mẹ qua bài học ngày hôm nay là giúp các con phân loại những đồ dùng theo nhóm. Đồ dùng có trong phòng khách, đồ dùng có trong phòng ngủ và đồ dùng có trong phòng bếp. Hoặc bố mẹ có thể dạy các con tìm hiểu những đồ dùng để ăn hay những đồ dùng để uống. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại bố mẹ và các con vào những bài học lần sau.